Xin chào đến cô chú chị em thân mến. Hôm nay ngày 7 tây tháng 3 thì hôm nay em giới thiệu đến cô chú chị em một cái dòng máy này là Kubota. Tên nó gọi nó là E80 anh em. E8 á. Thì máy này tình trạng là máy này là zin với đèn anh em, chưa bung tháo mở nha. Đây, máy này là quá ken anh em ơi. Máy quá đẹp anh em. Đẹp như mơ luôn. Thì con này anh em về chạy oxy tôm hoặc là bơm nước chai xuồng thì khỏi bàn cãi đâu anh em ơi. Dòng máy ơ này nó chạy thì tuyệt đỉnh luôn. Máy quá đẹp anh em. Chung là mấy con này quá xuất sắc anh em ơi. E8 anh em. Dạ. Thứ gì chịu nổi là thứ này anh em. E8 nha anh em. Máy quá đẹp. Chạy này thì thầm mùa xuân luôn anh em ơi. Vậy à. Rồi, quá đã anh em ơi. Anh em nào có yêu thích thì cứ liên hệ bên em thì em sẽ chốt cho bên em ha. Thì bên đây mình có ship hàng toàn quốc anh em. Với hai nữa là mình có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Anh em nào ở xa nếu mà có cần sắm máy này để chạy bơm nước chạy xuồng hay lên dàn chạc thì cái yếu kinh phí thì cứ liên hệ bên em. Hỗ trợ trợ góp cho anh em nha. Rồi xin kết thúc anh em. Hẹn gặp lại mấy anh em clip sau ha. Bye bye anh em.